Cô gái này tận mắt thấy toàn bộ người trong gia đình mình bị giết hại. Tên ác ôn chặt đầu mẹ cô rồi đưa đến trước mặt cô bé. Mặc dù hai mắt đã ngập nước nhưng cô không khóc. Sau đó tên ác ông dí súng vào còng cô gái rồi nở nụ cười xấu xa. Hắn lấy chăn ra trải xuống nền nhà chuẩn bị giở trò gì đó với cô bé. Kết quả quay đầu lại đã thấy khẩu súng trên bàn đã biến mất rồi. Hắn ngạc nhiên nhìn sang thì đã thấy cô bé cầm súng. Cô bé ngắm chuẩn không do dự lập tức bóp cò. Mấy tên côn đồ khác trong nhà nghe thấy vội vàng chạy đến. Kết quả ngạc nhiên ngây ngốc vì cô bé không hề sợ hãi. Đôi mắt không chút cảm xúc tặng thêm cho bọn chúng một loạt đạn. Không lâu sau một người đàn ông kỳ lạ bước vào. Thấy thi thể khắp nhà thấy ngu người luôn. Ông ta dò soát ngôi nhà cẩn thận mở cánh cửa tủ. Thì ra là một cô bé đang cầm khẩu súng chĩa vào mình. Cô bé bất chợt nổ súng nhưng đã hết đạn. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt lanh lợi của cô bé. Bất chợt hiểu ra những thi thể kia là do cô làm. Cô bé cảm thấy người đàn ông không có ác ý. Chậm chậm bỏ khẩu súng xuống theo ông ra ngoài. Nắm lấy tay ông và rời khỏi nơi ác mộng. Người đàn ông này nhận nuôi cô bé. Ông đặt tên cho cô bé tên là Laurier. 30 năm sau con trai của một trùm băng đảng đột nhiên bị bắt cóc, mà kẻ cướp đòi 3 triệu đô la tiền chuộc. Ông trùm lập tức chuẩn bị tiền mặt nhưng đối phương muốn đến tận nơi lấy. Đó chính là Laurier đã trưởng thành. Cô vậy mà không có chút sợ hãi nào một mình vào hang ổ của chúng. Ông trùm nhìn thấy cô liền tung cú đấm dọa nạt, rồi ép cô gọi điện cho người đứng sau. Laurier giả vờ sợ hãi cầm ra chiếc điện thoại. Toàn bộ hành động dứt khoát gọn gàng chưa đến 6 giây, rồi đường đường chính chính đi ra khỏi cửa, mà mấy tên bảo vệ ngây ngốc nhìn cô rời đi. Đến lúc biết tin ông chủ chết mới đuổi theo thì đã quá muộn, bởi một xạ thủ nào đó ở phía xa đã yểm trợ cho cô. Hóa ra người bạn đồng hành chính là chuyên gia bắn tỉa Iris, người đã thu nhận và nuôi nấng cô năm đó, và đã đào tạo cô trở thành một sát thủ hàng đầu. Hai người đi tới một nơi vắng vẻ, Iris ném khẩu súng M24 xuống hồ rồi vui vẻ rời đi, sau đó chủ động báo nhiệm vụ đã được hoàn thành. Người thuê Iris lập tức chuyển vào tài khoản 7 triệu đô la, cộng thêm 3 triệu vừa cướp của tên trùm. Vậy là hôm nay thu hoạch được tận 10 triệu. Buổi tối Laurier chuẩn bị cho Iris một chiếc bánh gato. Hóa ra hôm nay là sinh nhật ông 70 tuổi. Tiếp theo lấy một món quà lớn tặng cho Iris. Cây đàn guitar quý giá trên thế giới chỉ có duy nhất 9 phiên bản. Có thể thấy vị trí của Iris trong lòng cô quan trọng đến thế nào. Mà Iris cũng rất hào phóng tặng cô hẳn một tiệm sách. Thì ra Iris đã bị ung thư giai đoạn cuối. Và ông thực sự muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Đó là tới Việt Nam giết một mục tiêu tên là Tôm Dai. Hắn vốn là một tên vô cùng khốn nạn mà 30 năm trước Iris đã giết. Nhưng có thông tin cho rằng hắn vẫn sống nhăn răng. Laurier nghe tới Việt Nam thì ngay lập tức từ chối. Vì bố mẹ gia đình cô đã bị giết ở Việt Nam. Cô không muốn một lần nữa phải trở về nơi đáng sợ này. Nhưng cô vẫn muốn giúp Iris nên tìm tới anh bạn. Nhờ anh da đen tìm giúp thông tin về tên Tôm Dai, mà ngày hôm sau đã xảy ra một số chuyện. Toàn bộ thông tin về Tôm Dai đã được cho vào USB, nhưng khi về nhà ngay lập tức thấy khung cảnh kinh hoàng. Người bảo mẫu trong nhà đã bị sát hại, cây đàn triệu đô cũng bị đập nát rồi. Điều đáng sợ hơn là trong bồn tắm cô phát hiện ra, thi thể của cha nuôi cô Iris bị sát hại không còn hình dạng. Nhưng thực sự là không có thời gian để mà đau lòng. Cô nhanh chóng đi tìm anh bạn da đen mau bỏ trốn. Nhưng đến nơi thì đã quá muộn, chỉ còn lại đống da thịt lẫn lộn. Cô phản ứng được rằng việc này là rất nghiêm trọng, lập tức lấy tiền và hộ chiếu rời đi. Nhưng bất ngờ phát hiện bên ngoài cửa là một chiếc xe lạ. Quả nhiên tụi này xả súng một cách điên cuồng. Hai tên sát thủ bước vào nhìn thấy đôi chân dài miên man nằm im. Cứ nghĩ tới đây là ngon ăn rồi nên ra ngoài báo tin. Tên ngốc còn lại tiến tới kiểm tra thì kết quả là vỡ sọ. Sát thủ còn lại bất chợt giật mình bỏ chạy, nhưng chưa kịp nổ máy thì bộ não của hắn đã phải nổ tung. Laurier lập tức kiểm tra tài liệu anh bạn da đen đã gửi, phát hiện ra Tôm Dai có một người bạn làm ăn vô cùng giàu có đang sinh sống ở Việt Nam. Chỉ cần tìm được người triệu phú này, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối của Tôm Dai. Sau đấu tranh nội tâm một hồi, thì cô vẫn quyết định quay lại Đà Nẵng Việt Nam tìm ra sự thật. Phải công nhận Việt Nam mình đẹp, gặp một người bạn của Iris tại Đà Nẵng nhờ ông ta làm mối, mà ông này chính là hội trưởng hội khối phân lớn ở Việt Nam. Cô phát hiện ra bên cạnh người triệu phú này luôn có vệ sĩ hộ tống, nhưng ông lại có một sở thích đặc biệt là hút xì gà. Vì vậy Laurier chuẩn bị một hộp xì gà hảo hạng, đóng gói cẩn thận để mang tới cho tên triệu phú. Khi vào căn phòng trước tiên xác nhận là triệu phú đã nhận xì gà. Ở trong phòng triệu phú chỉ còn lại đúng một vệ sĩ. Cô hỏi hắn tất cả thông tin về kẻ tên là Tôm Dai, nhưng ông ta nói đó chỉ là mối quan hệ làm ăn. Mà tại sao cô lại có hứng thú với kẻ đã chết 30 năm trước? Laurier nói ba người bạn của cô vừa chết chỉ vì hỏi chuyện Tôm Dai. Nghe đến đây mặt tên triệu phú đột nhiên đổi sắc, dường như có một bí mật gì rất lớn đằng sau. Bất chợt lúc này người vệ sĩ mới lộ rõ bộ mặt thật. Tất nhiên tên triệu phú không biết chuyện này, vì vốn dĩ ông ta chỉ là một con rối thế thân. Nói xong liền dùng súng kết liễu tên đóng thế trước mặt Laurier. Nghe tiếng súng đám vệ sĩ cũng vội xông vào. Laurier ngay lập tức lấy con dao ngụy trang phản công lại, nhặt khẩu súng lên chỉ vài giây đã giải quyết xong thủ hạ rồi, vội vàng chui lên ống thông gió bỏ chạy. Đám vệ sĩ biết vậy điên cuồng bắn lên trần nhà. Trong lúc khẩn cấp cô dùng toàn bộ sức lực mở vòi cứu hỏa, nhờ vậy đánh lạc hướng tụi kia chạy được xuống dưới, kịp thời quay lại bắn nốt hai kẻ đuổi theo. Mà đi bộ chậm quá nên cô dùng vòi cứu hỏa nhảy xuống.
Sát thủ chính là sát thủ, trong trường hợp nào cũng có thể tùy cơ ứng biến. Tiếc rằng khi vừa chạy ra đến cửa lại bị đâm văng lên, lập tức bị tụi kia mang vào tra tấn bằng cách đổ nước. Đây chính là cách tra tấn man dợ nhất dùng trong chiến tranh. Hắn muốn ép cô khai ra người đứng sau là ai để hắn giết. Có thế nào Laurier cũng không khuất phục, nhưng cứ thế này chắc cô sắp không chịu nổi nữa. Ngày nào chúng cũng tra tấn đến 3-4 lần. Đúng lúc này một tên cận vệ của Tom Jai bước vào, còn tự giới thiệu mình chính là Jackson, và cái chết của cha nuôi cô cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn nham hiểm muốn thả cô ra để theo đó tìm được Iris, nên ra lệnh cho đàn em phải thả cô ngay. Nhưng thằng vệ sĩ lúc trước bị cô bón hành đã nảy sinh ác ý. Jackson đi khỏi thì ba thằng to con đã lao vào, lập tức lấy vải quấn cổ treo cô lên đến chết. Không ngờ bản lĩnh sát thủ trong Laurier trỗi dậy mạnh mẽ, dùng cái háng kẹt cổ gãy xương một thằng, còn đôi chân đạp ngã hai thằng ngã xuống để cô rơi ra. Tiếp theo dùng khay đồ ăn vào mồm liên tục, kết thúc tên còn lại một cách đơn giản không ngờ. Lát sau Jackson quay lại thấy chỉ lại một mớ hỗn độn. Sau khi chạy thoát, cô quyết tâm trả thù cho người cha nuôi, vì Iris đã cho cô sống lại cuộc đời thứ hai. Vừa hay lúc này Jackson lại gọi điện hẹn gặp. Tất nhiên gặp đàn em của Tom Jai làm sao cô có thể chối từ. Nhưng vừa gặp nhau hai người đã rút súng bên dưới. Jackson muốn khuyên cô dừng tay lại, còn Laurier lại muốn hắn đừng có ngăn cản cô giết Tom Jai. Sau đó Laurier bắt đầu lèn vào nhà vệ sĩ trả thù. Bên trong cánh cửa dường như có bóng ai đó. Tên sát thủ hiếu kỳ đi đến kiểm tra, kết quả là kẹo đồng găm ngay giữa sọ. Còn tên vệ sĩ lúc này định giết cô vẫn chưa biết gì, thì một giây sau đã bị Laurier nhét đầu vào trong bồn tắm. Vừa hay lúc này Jackson cũng đã đến đây, chỉ thấy xác người la liệt và tên vệ sĩ treo cổ. Laurier cầm súng sóc lọ ra rồi hai người giao cấu. Chơi súng chán một hồi thì lại chuyển sang chơi giáp lá cà. Hai người càng đánh càng thấy hợp nhau, kết quả là xúc than luôn cho nó mệt muốn chết. Đôi khi công việc là đối đầu nhưng hết giờ làm việc lại là bạn tình. Nhưng khi Laurier ra đến cổng bất ngờ bị bắn, sát thủ khác bên ngoài đang định kết liễu cô thì đột nhiên hắn bị hắn chết. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hóa ra là cha nuôi. Iris vội đưa cô gái về khách sạn chữa trị, hơn nữa còn giải thích người nằm trong bồn tắm chính là sát thủ giết ông. Ông thực ra chỉ giả chết để tìm ra chân tướng sự thật và dễ dàng điều tra manh mối của Tom Jai mà thôi. Iris đã biết Tom Jai hiện giờ là một ông trùm buôn lậu vũ khí, mà sắp tới hắn tổ chức một buổi từ thiện tại Đà Nẵng để che mắt thiên hạ và tăng sức ảnh hưởng của bản thân. Mà biệt phủ của Tom Jai đã được trang bị an ninh quốc phòng, lính đánh thuê còn đông hơn cả cây cỏ, mỗi mét đất đều có chó giữ canh chừng, đảm bảo không để thứ gì nguy hiểm có thể lọt vào. Thậm chí nhân viên phục vụ cũng được đeo vòng nhận diện. Jackson chịu trách nhiệm chính trực tiếp quan sát tất cả mọi người, còn đưa vệ sĩ bức ảnh của Laurier để mà đối chiếu với quan khách. Không ngờ Laurier đã cải trang thành bồi bàn đi vào từ phía sau, dễ dàng qua mặt hệ thống nhận diện. Vừa hay lúc này Tom Jai đã xuất hiện. Jackson quan sát hiện trường nhìn thấy một người vóc dáng giống Laurier, nhưng lại không chắc chắn nên quay người bỏ sót. Mà ngay lập tức Laurier tiến đến gần rút súng ra nổ. Không ngờ rằng Jackson đã kịp thời lao tới cứu nguy. Hiện trường hỗn loạn khiến Tom Jai lập tức phải trở vào hầm trú ẩn. Laurier cũng tranh thủ đứng dậy trà trộn vào theo đám đông. Jackson rất thông minh lần theo vết máu bắn được vào vai Laurier, mà bên trong Iris đã lẻn được vào trong hầm trú ẩn. 30 năm trước nhiệm vụ giết mày đã thất bại, hôm nay nhất định tao sẽ phải thành công. Hóa ra năm đó Tom Jai đã thuê Iris giết chính mình, nhưng hắn đã thay vào là xác người khác, mục đích là tạo cái chết giả đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Thật không ngờ Iris lại tận tâm với nghề như vậy, một kẻ thuê giết chính mình mà 30 năm sau vẫn đuổi cùng giết cố. Nhưng Iris nói lần này giết hắn không phải vì ông tận tâm, mà vì tội ác chiến tranh mà Tom Jai đã gây ra tại Việt Nam là quá đáng sợ. Nói xong Iris liền rút ra một cục C4 lớn, ông chuẩn bị cùng với Tom Jai đồng quy vô tận. Bên này Jackson lần theo vết máu rất nhanh cũng tìm thấy Laurier, nhưng không ngờ cô nói rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Jackson bất giác nhận ra kế rượu hổ ly sơn thì đã quá muộn, cả khu biệt phủ nổ tung không còn cái gì dính vào nhau. Laurier nhân vụ nổ cũng thành công trốn thoát, đến chính nơi mà năm xưa cả nhà cô bị sát hại. Không ngờ một lát sau Jackson đã đuổi kịp tới nơi. Hai người một lần nữa dí súng vào nhau căng thẳng. Căn phòng lát sau chỉ thấy những tiếng súng vang lên, cánh cửa từ từ hé mở, mà người bước ra đúng là nữ chính. Từ đó cô quyết định sống ở Đà Nẵng cho nó yên bình. Phim kết thúc rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha, bye bye.